Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp 7, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 1.520 m². Trên thửa đất căn nhà vườn thuộc cây lâu năm chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Anh chị ghé trái là di chuyển ra đường tỉnh lộ 864 khoảng là 2 km. Con đường này thì rộng khoảng là 2 m. Anh chị di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi. Ô tô thì anh chị di chuyển vào đây chưa có được nha. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa thì ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để nghỉ dưỡng và anh chị lập vườn trồng cây ăn trái. Hướng bên đây thì anh chị cũng liên thông ra đường tỉnh lộ 864 khoảng là 3 km. Khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Ba Dừa, trường học, ủy ban, ngân hàng. Thì anh chị cách khoảng là 1,5 km. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ bê tông. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cứ yên tâm nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 22 m, sâu là 60. Đất ở phía sau nở hậu ra là 30 m nha anh chị. Vị trí căn nhà vườn của mình nằm ngay vị trí góc hai mặt tiền bê tông 2 m. Và ở đây thì mình cũng có đèn đường luôn nha anh chị. Ở khu vực này thì em thấy nhà cửa thì ở rất là đông, rất là thích hợp để anh chị mua về để nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn á. Trên đất thì gia chủ có cất một ngôi nhà vườn rất là đẹp nha anh chị. Và trồng đủ loại cây ăn trái như là mít, bưởi, sầu riêng. Và em thấy thì rất là nhiều luôn. Đất và căn nhà thì cũng cao ráo và bằng phẳng theo mặt lộ. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có nha anh chị. Phía trước không gian căn nhà thì gia chủ có làm một cái máy tiền chế rất là rộng anh chị. Về thì anh chị có thể đậu xe gắn máy nè. Và anh chị mình đám tiệc thì cũng rất là rộng rãi nha anh chị. Để em di chuyển vào bên trong để cô chú anh chị xem tham quan căn nhà vườn của mình ha. Căn nhà của mình thì dưới nền gia chủ đã lót gạch nha anh chị. Không gian trên tường thì gia chủ lót đá là hoa cương, cửa là dùng cửa thao lao. Em thấy thì rất là tốt luôn đó anh chị. Và bên đây thì mình có cái hành lang để anh chị di chuyển ra phía sau ha. Còn khu vực này là không gian phòng khách của mình nha anh chị. Ở trên trần thì gia chủ đều đóng la phong hoàn tất luôn. Tường thì bên trong gia chủ lót cho đến mí la phong nha anh chị. Và mỗi bên hông thì cũng thiết kế hai cánh cửa bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng từ bên ngoài vào ha. Căn nhà này thì em thấy còn rất là mới luôn. Về thì anh chị vào ở không cần tu bổ lại căn nhà lại thêm. Những đồ trang trí nội thất thì anh chị có thể thương lượng chính chủ sẽ để lại cho anh chị luôn ha. Ở đây thì căn nhà và thửa đất đang quay về hướng bắc nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển tới vị trí căn nhà vườn của mình là 35 km. Từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, từ bến xe miền Tây anh chị di chuyển về là 87 km nha.
không gian ở phía trước thì rất là rộng rãi và thoáng mát nha anh chị. Đám tiệc thì anh chị mình có thể đại khách rất là rộng rãi luôn ha. Điện nước wifi thì chủ đã vô sẵn rồi anh chị, về thì anh chị vào ở luôn, không cần tu bổ lại căn nhà thêm ha. Để em di chuyển vào bên trong để anh chị mình tham quan căn nhà bên trong của mình ha. Ở đây thì căn nhà có 3 phòng ngủ nha anh chị. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên, còn bên đây là căn phòng ngủ thứ hai, còn kế bên nữa là căn phòng thứ 3 nha anh chị. Dưới nền thì lót gạch rất là sạch sẽ luôn. Còn khu vực này là bàn để anh chị cô chú có thể tiếp khách khu vực này ha. Em cũng xin nhắc lại nha, những đồ trang trí nội thất thì anh chị có thể thương lượng ngay chính chủ luôn nha. Hiện giá chủ đang kêu bán với giá là 2 tỷ 200 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi và thương lượng ha. Không gian này thì gia chủ đều lót gạch cho đến mí la phong nha anh chị. Để em di chuyển ra phía sau để anh chị cô chú tham quan hết căn nhà vườn của mình ha. Còn khu vực này là không gian nhà bếp của mình nha anh chị. Bên trong thì có nhà vệ sinh đầy đủ hết luôn anh chị. Phía dưới thì cũng lót gạch cho đến mí tường ở phía trên luôn nha anh chị. Dưới nền thì lót gạch hoàn tất hết rồi. Khu vực này thì anh chị mình để sàn nước nha anh chị. Cặp bên hông nhà vệ sinh thì anh chị có một cánh cửa để anh chị mình di chuyển ra bên ngoài ha. Để em di chuyển ra mảnh vườn để anh chị cô chú mình tham quan luôn. Ở đây thì cửa gia chủ dùng cửa là thao lao nha anh chị, rất là tốt luôn anh chị. Đất mình thì rất là cao gáo và bằng phẳng, rất là đẹp anh chị. Điện nước wifi thì chủ đã vô sẵn rồi, anh chị mình yên tâm ha. Còn khu vực bên đây thì gia chủ đang trồng một số cây cảnh nha anh chị, tạo cho một không gian nhà vườn của mình rất là mát mẻ và trong lành luôn đó anh chị. Bên đây thì gia chủ cũng làm một cái máy tiền chế bên hông nè anh chị, để chứa những vật dụng như là motor và vật dụng gia chủ đang làm kiển, và anh chị mình có thể đậu xe gắn máy và phơi đồ ở khu vực bên đây ha. Để em di chuyển qua bên đây em chỉ ganh cho anh chị nắm nha. Trước phần đất thì cũng có con kênh khoảng 3 mét nha anh chị. Kênh này thì cũng liên thông ra kênh sông Tiền, nước ra vào thì rất là thuận tiện để cho anh chị cô chú lấy nước để tưới tiêu. Trên đất thì chủ yếu là gia chủ đang trồng mít, sầu riêng, bưởi da xanh nha anh chị, và một số bông trang rất là đẹp luôn. Và trên đất thì có hệ thống bếp quay có tự động luôn nha anh chị. Về thì anh chị bật cầu dao lên là hệ thống tưới sẽ tự động quay luôn ha. Diện tích mình tới ngay chỗ vị trí này nè anh chị là 22 mét nha anh chị. Cái cạnh này thì đất mình sâu bên dưới là 60, vị trí là hai mặt tiền bê tông 2 mét luôn, và con đường này thì cũng liên thông nha anh chị. Điện nước wifi thì khu vực này có đầy đủ luôn ha. Diện tích của mình là 1.520 mét vuông nha anh chị.
trên đất căn nhà phường chỉ cây lâu năm thôi. Anh chị có nhu cầu để lên thổ cư á, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị, cô chú lên thổ cư ha. Mọi ý kiến thắc mắc, anh chị cứ để lại bình luận bên dưới. Bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vị tin. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Đất mình thì rất là cao gáo và vuông vức cho anh chị. Phía sau thì đất mình nở hậu ra là 30m, rất là đẹp luôn ha. Phía sau thì chủ chỉ trồng khoảng vài gốc sầu riêng thôi anh chị, chủ yếu là trồng mít thôi. Mít này thì cũng khoảng 3 năm rưỡi và cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch luôn. Về thì anh chị chăm sóc và anh chị mình bón phân thì hàng tháng anh chị cũng có thu nhập ha. Con đường này thì anh chị mình di chuyển thẳng khoảng 3 km là tới đường tỉnh lộ 864 nha anh chị. Và anh chị mình di chuyển ra chợ Ba Dừa thì khoảng 1,5 km thôi. Đất mình tới ngay chỗ đoạn này nè anh chị là hết ranh giới của mình. Đất mình nở hậu ra cái đoạn này là 30m nha. Cạnh theo mặt tiền bê tông 2m của mình đó là 60m nha anh chị. Đất của mình thì rất là vuông vức, anh chị mình mua để nghỉ dưỡng là thích hợp nhất luôn á. Ở bên trong thì gia chủ đang trồng một số cây kiểng anh chị, như là bông trang, hồng phấn nha anh chị. Gia chủ thì cũng gắn hệ thống bét quay có đầy đủ hết, anh chị mình yên tâm nha. Chỉ tiếc là con đường anh chị mình di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi nha anh chị. Ô tô thì anh chị di chuyển vào đây chưa có được ha. Ở đây thì nước ngọt quanh năm nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Về thì anh chị trồng sabo che, bưởi, dừa và các loại cây ăn trái khác thì anh chị đều trồng được luôn. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 2 tỷ 200 triệu nha anh chị, cho hết diện tích là 1.520 m². Ở đây là bông trang vàng nè anh chị. Nói chung thì em thấy gia chủ cũng rất là yêu cây cảnh nha anh chị. Vùng đất này thì em thấy rất là tốt anh chị, trồng bưởi da xanh trái rất là to luôn anh chị ơi. Đây là bưởi da xanh của mình ha. Và không gian bên kia thì lúc trước gia chủ thì cũng làm trang trại để nuôi heo nha anh chị. Gia chủ thì hiện giờ cũng tạm ngưng để nuôi heo rồi anh chị. Về đây thì anh chị mình có thể trồng rau sạch anh chị ha. Mình trồng cải thêm cuối tuần anh chị mình có thể về đây nghỉ dưỡng nha.
Ở đây là bưởi da xanh nha anh chị, trái rất là to luôn và rất là tốt luôn á. Do trời buổi chiều cũng đang chuẩn bị mưa đó anh chị, nên em cũng xin kết thúc video nha. Cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít thời gian xem video của em. Nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ sẽ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha.